Xin chào các bạn. Từ trước đến giờ chúng ta đã nghe thấy nhiều cái công nghệ skimmer, công nghệ đặc trưng của máy lọc không khí Daikin. Ngày hôm nay shop hàng nhiệtvip.com sẽ cho các bạn biết rằng là cái bộ skimmer nó sẽ sử dụng như thế nào. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn như này. Đây là bộ phát skimmer của Daikin này. Đó, nó sẽ phát được tia điện. Bây giờ tôi sẽ tắt điện đi để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Tắt điện đi. Đó. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy trong này nó sẽ có tia tím tím đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Tia tím tím. Đấy là tia điện của bộ phát skimmer đang phát. Đây là bộ phát skimmer. Tắt đi này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy một cái đốm. Đốm nhỏ màu tím tím đó. Đốm nhỏ màu tím tím. Đây là một skimmer đang phát. Đó. Màu tím tím đó. Các bạn có nhìn thấy cái tia tím tím đó không? Đó. Nhìn thấy rất là rõ luôn. Đó. Đấy, đang phát tím tím bên trong. Đó. Đó. Các bạn có nhìn thấy nhá. Skimmer nó đốt điện. Đó. Đó. Tia lửa điện đang phát này. Là bộ flash skimmer của lọc không khí Daikin. Đó. Rồi tôi sẽ cho các bạn xem cái bộ phát này như thế nào. Thì bộ phát đấy thông thường các đối với các máy lọc không khí Daikin thì sẽ nằm ở đây. Đây. Đó. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Tia điện sẽ được đánh ra từ đây. Nó giúp làm diệt vi khuẩn, diệt virus, khử trùng nước. Đó, bộ phát này nằm ở chỗ vị trí này. Skimmer Daikin. Đó. Bộ này là bộ phát điện nên là vĩnh cửu, không phải thay.